hai cái bàn luôn con, bỏ hai cái bàn luôn một đi. Anh để em á, anh để lấy bà chị đầu á. Đi ăn gì con, ăn thấy đi, đồ ngủ gì đó. Ô chạy ngó đâu hả? Hả? Tính gọi điện thoại chạy con nào ấy? Chạy được tiếp luôn á, chạy được thẳng á. Là tôi được cái ngắm con này. Thì đang tới đây, chợ tới đây nè. Bồ. Bồ tới chợ tới hả? À, vợ của anh này là chị hai của em. Ba của chị ba. À. Mày ăn đi. Không. Đi bộ đường bên này này tới mấy chú mấy bộ á hả rồi bố mẹ đi ăn quên con luôn ghế mà không cả đủ rồi đó tuổi nè giờ đừng ghế làm ăn ba chìm bày ngồi đó. Menu em ơi cho bình chè à. Mà bác cho bình chè à. Bình luôn à. À bình chè à. Anh ăn gì anh? Hả? Fly. Cái gì? Chè gì? Cơm cái món gì mà ngon đó. Chè gì đó? Chè gì á? Tàu hũ gì đó. Chè gì á? Sao bộ lượng hả? Rồi, gì vậy? Chè khúc bạch. Cái gì con biết không? Cái này đồ tàu hũ này á hả? Cái này nè. Dạ. Cái gì đây? Cái này súp hạt sen. Anh ăn này không? Đậu hũ, đậu hũ hạt sen. Không, kiếm cái gì mà cái gì đây? Tàu hũ trái cây. Đậu. Cái gì đây? Flan. Bánh lăng. Bánh lăng cũng bạch. Thử cái đó đi. Bánh lăng này hả? Bánh lăng là bỏ mấy cái thành giống như xa rồi. Chạy về mau hết là đi hả? Mong cho tới. Chạy về mau hơn đi á. Dạ, mong chạy mong cho tới. Mình đi cái đường quốc lộ mau hơn đi cái đường này. Không, tại vì nó đi đường kia nó vắng rồi nó đường này nó đông xe. Đi đường tắc á, đi đường tắc mà. Thì nó vắng. Ồ gà quá trời. Nó vắng. Đi bên này ướt nè, đi qua bên này, đi qua bên này đó, bên này. Xi măng tôi mới làm. Đó, đó, đi qua đây rồi đi vô thôi. Xong để chính vô. Rồi đi vô luôn đó. Tôi đang làm mà. Này bán hay bán hả? Này bán hả? Hay cho mướn? À bán. Linh nó vừa bán vừa làm sự kiện luôn mà, ví dụ tổ chức sinh nhật gì đó. Có sự khấu ở đó mình hợp đồng với nó là tới, ráp cho mình một cái dàn âm thanh. Có mixer đồng hoàng không? Đó. Mixer với đồ đầy đủ đó. Thằng JBL này chơi sân khấu không có khi nào mà phải thiếu nó không? Không bao giờ thiếu nó được không? Nó khi nào không có mặt. Nó là công suất để quánh ngoài trời á. Thôi. Có thằng FPT này thì mới, thằng này của nước nào? Không biết. Đó, cái từ FPT. Có xe băng tôi mới làm à. Ủa cái mà FPT là của nước nào ấy? Đó, chạy kỳ hoa đó, chạy ra đâu rồi đó. Cái này là của Yến, cái đó nó bắt lên trên thẳng cho em. Đó, cái video. Nó bắt hơn. Là bình tay nó thấy là đá. Nó mưa nào đó. Mưa nào, chứ là mưa nào. Chạy thẳng cho em, kể chuyện đó. Thằng Ý thì trước nay có bao giờ nghe đồ điện đâu, hay cái này đâu điện. Hàng Nhật đúng không? Hàng đó là chơi ngoài trời là vô tư luôn. Hàng
cái đính đó hả? À, hai cái đính đó. Đây ha. Có cái lớp là hai cái đó là bốn cái đó. À, nó bốn cái đó. Bây giờ ngoài chờ mình chơi mấy cái lớp kia thì bây giờ năm cái mỗi chơi chơi hai cái đó là chơi bốn cái đó. Chơi đá hả? Ai đang dưới ngoài à? Đá. Đá dưới ngoài à? Đá cho thêm vô hả? Chứ còn ba tô nữa. Ba tô nó kêu gì? Bánh lăng. Hả? À cái gì đó? Cái này gì à? À bánh lăng khúc bạch. Cái này không. Mấy tô bánh lăng khúc bạch? Hai. Hai tô bánh lăng khúc bạch đó. Đó, hai tô bánh lăng khúc bạch đó kia. Ăn cái gì? Chị kêu cái gì? Anh đang là làm lại đi cho dạng cái đó, đó chứ dạng được nè. Ăn cơm dơ mà anh chấm miệng rồi. Hử? Ăn cơm dơ mà anh chấm miệng rồi. Anh chấm miệng trước rồi ăn cơm sao hả? Bố mẹ anh hết lo rồi, giờ con thì anh chấm miệng. Không có để nó anh qua bên kia anh phở chạy qua đây anh chấm miệng lại. Ồ anh rồi hả? Cái muỗng này lên này luôn á. Dạ, em ăn gì cũng được anh cho ăn. Cho hai tô một cơm. À thiếu muỗng hả?